Thưa quý vị, hôm nay ngày 21 tháng 7 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thảo luận và thống nhất cơ bản tán thành những nhận định đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ. Kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, nợ công, nợ chính phủ, bộ chi ngân sách nhà nước được kiểm soát tốt, các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng đã được quyết liệt triển khai. Tính chung, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đạt 3,72%. Công tác hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh, các công trình dự án chiến lược quan trọng quốc gia được đẩy nhanh tiến độ, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân tiếp tục được chú trọng, thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả. Bộ Chính trị cơ bản đồng ý về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nội dung. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, khẩn trương quyết liệt tập trung rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát. Tiếp tục rà soát, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Bộ Chính trị nhấn mạnh tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, theo dõi sát, dự báo chính xác tình hình thế giới, trong nước, kịp thời phản ứng chính sách trong các tình huống phát sinh, tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa có trọng tâm, trọng điểm, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, người dân để giảm áp lực chi phí, thúc đẩy sản xuất. Chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa, kinh doanh, tăng khả năng tiếp cận vốn, tạo động lực tăng trưởng, rà soát hoàn thiện và thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách, giải pháp cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh và củng cố, thúc đẩy các động lực tăng trưởng. Bộ Chính trị yêu cầu triển khai quyết liệt có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, thúc đẩy mạnh mẽ công tác giải ngân vốn đầu tư công, có giải pháp hiệu quả, bảo đảm các thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, tín dụng ngân hàng, chứng khoán, khoa học công nghệ hoạt động an toàn, lành mạnh, bền vững, bảo đảm nguồn cung xăng dầu, nguồn điện cho sản xuất tiêu dùng, đẩy mạnh sản xuất tiêu dùng trong nước cùng với đa dạng hóa thị trường, mặt hàng xuất khẩu, tập trung xử lý nhanh, hiệu quả các vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng, thuốc, vật tư y tế, quy định về kinh doanh xăng dầu, phòng cháy chữa cháy, triển khai quy hoạch điện 8, phát triển các động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, tranh thủ tối đa nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng số quốc gia, hoàn thiện chiến lược, chính sách phát triển các ngành lĩnh vực công nghiệp, năng lượng mới, chuyển đổi xanh, hoàn thiện khung khổ pháp luật, phát triển thị trường tín chỉ carbon. Bộ Chính trị lưu ý làm tốt công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo đảm ổn định đời sống người dân, nhất là người lao động bị mất việc làm, phát triển thị trường lao động, tăng cường kết nối cung cầu, hỗ trợ người sử dụng lao động duy trì việc làm, đào tạo chuyển đổi nghề trong khu vực sản xuất. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội. Tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gắn phát triển văn hóa với phát triển du lịch, đẩy mạnh thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, chuẩn bị tích cực chủ động cho năm học mới, giải quyết dứt điểm tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, không để bị động bất ngờ, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Bộ Chính trị nhấn mạnh, đẩy mạnh hơn nữa phòng chống tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giải quyết khiếu nại tố cáo, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chỉ đạo, theo dõi. Tiếp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhân dịp thăm chính thức Việt Nam. Vào chiều nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hoan nghênh và chào mừng Ngài Anwar Ibrahim lần đầu tiên thăm Việt Nam trên cương vị Thủ tướng Malaysia, nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng giúp tạo xung lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Trân trọng chuyển lời thăm hỏi tới Quốc vương và Hoàng hậu Malaysia, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng chính phủ Malaysia đã triển khai thành công các chính sách phát triển kinh tế xã hội, đạt tốc độ tăng trưởng GDP cao,
đồng thời bày tỏ tin tưởng Malaysia sẽ thực hiện thành công kế hoạch 5 năm lần thứ 12 và chiến lược Malaysia Madani giúp đất nước phát triển bền vững và thịnh vượng, có vai trò và vị thế ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim bày tỏ khâm phục công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây của Việt Nam và thành công ngày nay trong phát triển kinh tế xã hội. Nhấn mạnh Việt Nam có vai trò quan trọng trong ASEAN và khẳng định Malaysia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Nhân dịp này, Thủ tướng Anwar Ibrahim đã trân trọng chuyển lời mời của Quốc vương Malaysia, mời Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sang thăm Malaysia vào thời gian phù hợp trong năm 2023, là năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước các kết quả tích cực và thực chất trong quan hệ giữa hai nước sau 50 năm qua, đồng thời hoan nghênh thúc đẩy quan hệ trên cả kênh đảng, nhà nước và chính phủ, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, du lịch, văn hóa, an ninh lương thực và giao lưu nhân dân. Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, cùng nhau xây dựng một cộng đồng ASEAN phát triển vững mạnh và tự cường. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp, ủng hộ nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, duy trì quan điểm chung của ASEAN về Biển Đông, bảo đảm thực thi đầy đủ, nghiêm túc tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, thúc đẩy đàm phán xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trân trọng chuyển lời mời Quốc vương và Hoàng hậu Malaysia sang thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Thủ tướng Malaysia cảm ơn và nhấn mạnh sẽ chuyển lời mời tới Quốc vương và Hoàng hậu Malaysia. Trước đó vào trưa nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu Nhân đã mời Thủ tướng Anwar Ibrahim và Phu Nhân cùng thăm phố sách Hà Nội và thưởng thức hương vị cà phê Việt Nam. Phố sách là con phố đẹp, nối hai phố Lý Thường Kiệt và Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, có không gian yên bình mát mẻ, nơi kinh doanh trưng bày hàng trăm ngàn cuốn sách về nhiều lĩnh vực khác nhau. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anwar Ibrahim cùng hai phu nhân tỏ rõ thích thú khi được trải nghiệm không gian đọc ngoài trời hiếm có này. Tại đây, hai thủ tướng cũng giao lưu thân thiện với độc giả, cùng xem sách bên ly cà phê Arabica và Robusta kết tinh từ đất, nước, nắng, gió và được chăm sóc bởi bàn tay của người dân vùng đất Cầu Đất, tỉnh Lâm Đồng. Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu với Thủ tướng Malaysia về truyền thống văn hóa, truyền thống hiếu học và văn hóa đọc Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu và tặng Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tác phẩm Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuốn sách tình cảm của nhân dân thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Còn Thủ tướng Malaysia tặng Thủ tướng Phạm Minh Chính cuốn sách Malaysia Madani và cuốn Malaysia Bloom Flowers and Fruits. Trong đó, cuốn sách Malaysia Madani do chính Thủ tướng Anwar Ibrahim viết được xuất bản vào tháng 10 năm 2022. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim thăm Việt Nam. Mặc dù với lịch hoạt động dày đặc, song hai nhà lãnh đạo dành cho nhau khoảng thời gian quý báu thăm phố sách. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Hoan nghênh chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam coi trọng và quyết tâm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với Malaysia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Malaysia xem xét hạn chế các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa của Việt Nam, duy trì củng cố chuỗi cung ứng, thúc đẩy tăng trưởng thương mại theo hướng cân bằng, tăng nhập khẩu các mặt hàng của Việt Nam, thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong ngành công nghiệp thực phẩm. Đề nghị chính phủ hai nước sớm khởi động đàm phán phân định vùng chống lấn trên biển. Đề nghị Malaysia tiếp tục tăng cường tiếng nói tại các diễn đàn khu vực quốc tế nhằm ủng hộ duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông, phản đối các hành động quân sự hóa, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực ở Biển Đông, ủng hộ các bên thực hiện đầy đủ DOC, sớm đạt được COC công bằng, thực chất, có hiệu quả. Khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để tăng cường quan hệ giữa cơ quan lập pháp của hai nước trên các bình diện song phương. Trân trọng mời Chủ tịch Thượng viện, Hạ viện thăm Việt Nam, cũng như cử đoàn nghị sĩ trẻ sang tham dự hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Việt Nam tổ chức. Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Chủ tịch Quốc hội và Quốc hội Việt Nam.
Thủ tướng Malaysia đồng tình việc củng cố, thúc đẩy quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực và các kênh. Thủ tướng ghi nhận sự phát triển vượt bậc trên một số lĩnh vực của Việt Nam thời gian qua và nhất trí việc xem xét nhập khẩu thêm một số mặt hàng của Việt Nam, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực quan trọng khác. Thủ tướng Malaysia khẳng định Việt Nam có vai trò quan trọng đối với người dân Malaysia và là thành viên hiếm hoi trong ASEAN mà quốc gia này có quan hệ chiến lược. Thưa quý vị, chiều nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì hội nghị tham vấn về công tác tổ chức Diễn đàn Kinh tế xã hội Việt Nam năm 2023. Sự kiến sẽ tổ chức vào tháng 9 với sự tham dự của 350-400 đại biểu tham dự. Theo đề án, Diễn đàn Kinh tế xã hội Việt Nam năm 2023 có chủ đề khơi thông nguồn lực, kiến tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững. Diễn đàn Kinh tế xã hội Việt Nam năm 2023 được tổ chức nhằm đánh giá một cách khách quan toàn diện thực trạng nền kinh tế Việt Nam trong 9 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2023. Nhận diện nút thắt, các rào cản đối với sự phát triển kinh tế xã hội, rà soát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bổ sung thêm luận cứu khoa học và thực tiễn cho Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bổ sung thông tin đầu vào cho đại biểu Quốc hội để đóng góp ý kiến tại kỳ họp thứ 6. Diễn đàn sẽ có hai phiên chuyên đề, đó là tháo gỡ nút thắt, khơi thông nguồn lực hỗ trợ nền kinh tế doanh nghiệp khôi phục khó khăn và bảo đảm việc làm an sinh xã hội, góp phần tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững. Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, Chủ tịch Quốc hội nhận định dự báo chung khó đạt được mục tiêu như Quốc hội đề ra. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Diễn đàn Kinh tế xã hội năm 2023 cần có giải pháp trước mắt và lâu dài để tạo động lực mới cho tăng trưởng, tìm kiếm năng lượng mới trong các động lực tăng trưởng hiện hành. Chủ tịch Quốc hội cho rằng diễn đàn này vừa phục vụ cho mục tiêu trước mắt của 6 tháng, nhưng vẫn phải nghĩ đến chuyện căn cơ lâu dài. Các giải pháp như tái cơ cấu, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, nếu không bám thì rất khó, nhất là hai chỉ tiêu chất lượng năm ngoái không đạt, đó là năng suất lao động và tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo. Cần xác định đâu là vấn đề ngắn hạn, đâu là vấn đề cấp thiết trước mắt, đâu là những vấn đề chiến lược dài hạn. Theo Chủ tịch Quốc hội, chúng ta vẫn phải bám vào các đột phá về chiến lược, rồi vì yêu cầu tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng dĩ bất biến ứng vạn biến. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã họp Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Sau 10 năm thực hiện nghị quyết 24 của Ban chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã được quan tâm chú trọng hơn. Đảng ta đã tiếp tục ban hành 5 nghị quyết có liên quan. Môi trường được coi là điều kiện, nền tảng của phát triển kinh tế, xã hội. Thể chế chính sách được hoàn thiện thêm một bước với những tư duy mới, phù hợp với thông lệ quốc tế và xu hướng của thời đại. Tăng trưởng kinh tế từng bước giảm dần sự phụ thuộc vào công nghiệp khai khoáng. Nhiều mô hình kinh tế xanh, đô thị xanh, nông thôn xanh đã được triển khai. Tuy nhiên, còn tồn tại những hạn chế yếu kém như mô hình tăng trưởng kinh tế vẫn chưa bền vững, tỷ lệ doanh nghiệp có công nghệ lạc hậu còn cao, hệ thống chỉ số về tăng trưởng xanh chưa được xây dựng. Thảo luận về một số vấn đề đối với việc thực hiện nghị quyết 24 cho giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu thống nhất những quan điểm trong nghị quyết 24 vẫn còn nguyên giá trị và tiếp tục thực hiện cho giai đoạn tới. Tiếp tục rà soát, bổ sung, cập nhật mục tiêu về thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới đạt đỉnh phát thải trong giai đoạn năm 2030-2035, từng bước giảm dần và đạt phát thải khí nhà kính ròng bằng không vào năm 2050. Các mục tiêu quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường cũng được tiếp tục xem xét, bổ sung và phù hợp với các mục tiêu cụ thể đến năm 2030. Thưa quý vị, sáng ngày 21 tháng 7, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện chỉ thị số 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới và 10 năm thực hiện đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Qua 12 năm thực hiện chỉ thị 124 và 10 năm thực hiện đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị trong toàn quân đã có sự đột phá, tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ, trực tiếp góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Các cơ quan, đơn vị đã kết hợp phương pháp giáo dục truyền thống với hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, gắn kết giữa lý luận với thực tiễn, hình thức thể hiện phong phú, sát với các đối tượng ở đơn vị. Việc biên soạn tài liệu giáo dục chính trị được đẩy mạnh ở tất cả các cấp trong toàn quân.
Với vị trí và tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, trực tiếp góp phần xây dựng quân đội và lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh về chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Trong thời gian tới, các cơ quan đơn vị trong toàn quân sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác giáo dục chính trị phù hợp với từng đối tượng, nhất là phải nhanh nhạy trong nắm bắt, cập nhật những nội dung mới. Phát huy vai trò trách nhiệm và đổi mới tư duy, cách nghĩ cách làm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, hướng mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội, rà soát điều chỉnh xây dựng chương trình nội dung giáo dục chính trị phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thưa quý vị, sáng nay Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử vụ án sản xuất mua bán hơn 9,4 triệu quyển sách giả liên quan đến ông Trần Hùng, cựu cục phó của Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, cựu tổ trưởng tổ 304 thuộc Tổng cục Quản lý thị trường. Trình bày quan điểm luận tội, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định dù bị cáo Hùng không khai nhận nhưng dựa trên các chứng cứ thu thập được đủ cơ sở để xử lý Trần Hùng về hành vi nhận hối lộ 300 triệu đồng từ người môi giới là Nguyễn Duy Hải. Việc này là để Cao Thị Minh Thuận, giám đốc công ty Phú Hưng Phát được xử lý hành chính trong khi vụ việc sách lậu này có dấu hiệu hình sự. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị mức án đối với các bị cáo lần lượt Cao Thị Minh Thuận 11 đến 12 năm tù về tội sản xuất buôn bán hàng giả, Trần Hùng từ 9 đến 10 năm tù về tội nhận hối lộ. Viện Kiểm sát đề nghị phạt Nguyễn Duy Hải 1 năm 11 tháng tù về tội môi giới hối lộ bằng thời gian tạm giam trả tự do tại tòa. Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử buộc Thuận nộp ngân sách hơn 30 tỷ đồng vi phạm, Trần Hùng nộp 300 triệu đồng đã nhận hối lộ. Trong phần đối đáp phiên xét xử vụ án chuyến bay giải cứu hôm nay, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị lại mức án đối với một số bị cáo, trong đó có bị cáo Chử Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và bị cáo Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Theo đại diện Viện Kiểm sát, đa số các luật sư và các bị cáo đã đồng ý với quan điểm truy tố của Viện Kiểm sát. Những trường hợp này Viện Kiểm sát không đối đáp lại. Có một số luật sư nêu các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo, một số bị cáo tiếp tục nộp tiền khắc phục hậu quả, nên Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử xem xét quyết định. Về quan điểm của luật sư và các bị cáo cho rằng hành vi đưa nhận tiền là tự nguyện cảm ơn, vô ý. Viện Kiểm sát khẳng định các bị cáo nhận hối lộ là người có chức vụ quyền hạn và đã lợi dụng chức vụ được giao để nhận tiền hoặc qua trung gian nhận tiền của các đại diện doanh nghiệp nhằm cấp phép chuyến bay đưa công dân về nước. Về tình tiết tăng nặng, lợi dụng hoàn cảnh dịch bệnh để phạm tội, Viện Kiểm sát khẳng định không có lý do để loại bỏ tình tiết này. Cũng trong phần đối đáp, đại diện Viện Kiểm sát có thay đổi đề nghị mức án cho một số bị cáo theo hướng giảm nhẹ hơn. Trong đó có bị cáo Chử Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Vũ Hồng Nam, cựu đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản và Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Một số bị cáo nhóm tội đưa hối lộ được Viện Kiểm sát đề nghị cho hưởng án treo. Đối đáp với Viện Kiểm sát, bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội và hứa sẽ khắc phục hết số tiền nhận hối lộ. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát không chấp nhận giảm mức án đề nghị ban đầu đối với bị cáo Kiên. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thông tin các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt thêm 3 bị can truy nã đặc biệt liên quan đến vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân tại Đắk Lắk vào hôm 11 tháng 6. Đến nay, toàn bộ 6 bị can bị truy nã đặc biệt đều đã bị bắt giữ. Sáng ngày 21 tháng 7, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã truy bắt 3 đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Chư Quỳnh, gồm Y Khinh Liêng, sinh năm 1992, trú tại huyện Krông Bông, Nay Dương, sinh năm 1968, trú tại huyện Krông Búc, và Y Hoan E Ban, sinh năm 1970, trú tại huyện Chư Mờ Ga. Trước đó, ngày 15 tháng 7, lực lượng công an cũng đã bắt giữ 3 đối tượng bị truy nã đặc biệt tại huyện E Súp, tỉnh Đắk Lắk. Như vậy, hiện cả 6 đối tượng bị truy nã đặc biệt liên quan đến vụ tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân hai xã E Tiêu và E Cơ Tùa, huyện Chư Quynh vào ngày 11 tháng 6 năm 2023, khiến 9 người thiệt mạng và 2 người bị thương đều đã bị bắt giữ. Theo thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, các lực lượng chức năng vừa phát hiện bắt quả tang một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vào 19 giờ 25 phút ngày 20 tháng 7, trên quốc lộ 4G thuộc bản Tiên Sơn, xã Triềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Triềng Khương, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và các lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tang một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Đối tượng bị bắt là Tòng Văn Hình, sinh năm 1987, trú tại xã Triềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Tang vật thu giữ gồm 18.000 viên ma túy tổng hợp, một xe máy và một số vật chứng khác có liên quan. Tiếp theo chương trình, giá xăng tăng mạnh trong kỳ điều hành ngày 21 tháng 7. Chính phủ yêu cầu hoàn thuế VAT nhanh nhất cho doanh nghiệp. Thưa quý vị, diễn đàn hoàn tất đơn hàng 2023 hướng tới thương mại điện tử xanh do Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số phối hợp với Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam VCOM tổ chức đã diễn ra sáng nay tại Hà Nội. 6 tháng đầu năm, doanh thu thương mại điện tử bán lẻ tại Việt Nam ước đạt 10,3 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ, chiếm 7,7% doanh thu hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng cả nước. Các ý kiến tại diễn đàn nhấn mạnh để thương mại điện tử nước ta phát triển bền vững và thân thiện hơn với môi trường, đồng thời trở thành một công cụ quan trọng hướng tới nền kinh tế xanh và trung hòa carbon, các bên liên quan bao gồm các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, các cơ sở nghiên cứu và đào tạo, các tổ chức xã hội nghề nghiệp cần phối hợp chặt chẽ và triển khai các hoạt động phù hợp. Hiện trong lĩnh vực bán lẻ trực tuyến có hai khâu chính tác động xấu tới môi trường, bao gồm khâu giao hàng và khâu đóng gói. Chính vì vậy, việc tối ưu hóa chi phí vận chuyển không những giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí mà còn đóng góp đáng kể vào việc giảm lượng phát thải từ hoạt động vận chuyển. Thông tin từ Liên Bộ Công Thương Tài chính, giá xăng dầu tăng mạnh kể từ 15 giờ chiều nay 21 tháng 7. Giá xăng tăng hơn 1.220 đồng một lít, dầu tăng gần 900 đồng một lít. Kỳ điều hành thị trường xăng dầu lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố như dự trữ dầu thô của Mỹ giảm, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc tăng mạnh khiến giá xăng dầu trong nước tăng. Sau điều chỉnh từ 15 giờ ngày 21 tháng 7, giá xăng E5 RON 92 có mức là 21.639 đồng một lít, tăng 1.220 đồng một lít. Xăng RON 953 có giá 22.792 đồng một lít, tăng 1.295 đồng một lít. Các mặt hàng dầu cũng đồng loạt tăng giá. Dầu diesel 0.05S giá 19.500 đồng một lít, tăng 884 đồng một lít. Dầu hỏa giá 19.189 đồng một lít, tăng 869 đồng một lít. Dầu mazut 15.725 đồng một kg, tăng 437 đồng một kg. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 105 nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Chính phủ giao Bộ Tài chính tạo điều kiện đảm bảo hoàn thuế VAT nhanh nhất. Trong bối cảnh tình hình kinh tế tiếp tục đối diện với nhiều thách thức, Chính phủ ban hành nghị quyết 105 tập trung vào mục tiêu hỗ trợ dòng tiền, giảm chi phí, tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Theo đó, Bộ Tài chính được giao rà soát lại quy định để sửa đổi, tạo điều kiện thuận lợi, nhanh gọn, giúp doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng nhanh nhất. Chậm hoàn VAT là nút thắt được các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành gỗ, giấy, cao su liên tục phản ánh trong thời gian qua. Bên cạnh đó, để hỗ trợ cho doanh nghiệp về dòng tiền, Bộ Tài chính được giao tiếp tục thực hiện các chính sách gia hạn, giảm thuế, phí, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ về tài khoá, nhưng không ảnh hưởng đến an toàn nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài. Tại tỉnh Hải Dương, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu tuyển dụng lao động, chủ yếu là lao động phổ thông, lao động thời vụ trong 5 tháng cuối năm. Trong 5 tháng tới, các doanh nghiệp tỉnh Hải Dương có nhu cầu tuyển dụng gần 22.000 lao động, tăng khoảng 10% so với 6 tháng đầu năm. Các doanh nghiệp tuyển dụng nhiều lao động giai đoạn cuối năm tập trung chủ yếu vào ngành dệt may. Một số doanh nghiệp chủ động tuyển thêm lao động mới để đào tạo nghề trước, đón các đơn hàng vào đầu năm sau. Được biết, cơ hội việc làm cuối năm chủ yếu dành cho lao động phổ thông, lao động thời vụ. Nhiều doanh nghiệp chỉ tuyển lực lượng lao động này để phục vụ cho những đơn hàng phát sinh. Hiện cả nước có khoảng 7 triệu lao động đang làm việc tại 370 khu công nghiệp, khu chế xuất. Nhưng lượng nhà ở xã hội đáp ứng cho số lao động này rất hạn hữu. Tỷ lệ nhà ở phục vụ công nhân mới chỉ đáp ứng được khoảng hơn 30% nhu cầu. Mong mỏi có nhà ở là điều mà công nhân lao động tại các khu công nghiệp chia sẻ. Thành phố Hà Nội hiện mới có 3 khu công nghiệp: Thạch Thất, Quốc Oai, Thăng Long, huyện Đông Anh, Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ có dự án nhà ở đáp ứng gần 20% nhu cầu về chỗ ở của công nhân. Các khu công nghiệp còn lại đều chưa có nhà ở cho công nhân. Như vậy, trên 80% công nhân lao động đang phải thuê nhà trọ hoặc đi về hàng ngày giữa khu công nghiệp và quê nhà.
Đề xuất thành phố khi mà xây khu công nghiệp thì cũng xây khu nhà ở cho công nhân cũng như các điểm sinh hoạt để công nhân có cái điều kiện được mua hoặc là thuê trọ với cái giá ưu đãi cho người lao động để người lao động an cư lập nghiệp, phục vụ tốt được cái công việc. Tại đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội trên cả nước, Hà Nội đã và đang nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ các dự án, phấn đấu trong nhiệm kỳ này có thể khởi công được tất cả các dự án theo kế hoạch. Mục tiêu đến năm 2030, 100% các khu công nghiệp, khu chế xuất của thành phố đều có khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân, người lao động. Tuy nhiên, việc để nhà ở xã hội tiếp cận được đến công nhân hay không là một vấn đề cần được quan tâm. Vậy thì xây công nhân có tiếp cận được không? Mới là vấn đề khó. Thứ nhất là có đúng cái mong muốn tiếp cận không về khoảng cách địa lý. Thì chúng tôi phải làm đồng bộ, làm sao có cả khu tập trung, rồi khu không tập trung ở các quận huyện. Nhà nước có chính sách rồi, hỗ trợ thì tất cả, nhà nước có cả. Nhưng mà thủ đô chắc cũng phải có những chế độ riêng. Tất nhiên cái này là phải cả một quá trình nghiên cứu để làm sao mà công nhân với cái mức lương mà như chúng ta hiện đang nói là bình quân 7 triệu có thể tiếp cận được các cái nhà ở chính sách xã hội. Tại một cuộc họp với Bộ Xây dựng và các bộ ngành về đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà từng nhấn mạnh nhà nước phải bảo đảm giá nhà ở phù hợp với thu nhập của người dân. Đây là vấn đề không chỉ liên quan đến Bộ Xây dựng mà còn của một số bộ ngành khác như Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Do vậy, cần nghiên cứu chính sách để công nhân, người lao động có việc làm, thu nhập ổn định, được vay tiền để mua nhà, thuê nhà với mức lãi suất thấp. Hy vọng việc triển khai đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội sẽ phần nào giải tỏa mong mỏi của công nhân có chốn an cư, lạc nghiệp. Sáng nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác chuyển đổi số, thực hiện đề án 06 của Chính phủ, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và đánh giá kết quả thí điểm ứng dụng xác thực sinh trắc học. Thực hiện đề án 06 của Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 45 triệu hồ sơ giao dịch điện tử, có khoảng 62% số người hưởng nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao sớm 3 năm. Đánh giá kết quả triển khai thí điểm ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc dựa trên thông tin căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, thời gian trung bình xác thực là 6 đến 13 giây trên một lượt thực hiện, độ chính xác rất cao, chỉ cần một cán bộ y tế thực hiện cho tất cả các quầy xác thực. Việc triển khai ứng dụng xác thực sinh trắc giúp cơ quan bảo hiểm xã hội xác thực được thẻ căn cước công dân thật giả, danh tính của người dân khi đến nộp và giải quyết hồ sơ, nhất là các hồ sơ đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần có số tiền chi trả tương đối lớn, phát hiện kịp thời và hạn chế tình trạng gian lận, giả mạo giấy tờ tùy thân để trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đặc biệt, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công an để bổ sung kết hợp công nghệ sinh trắc khuôn mặt. Sau khi thử nghiệm, tỷ lệ xác thực đã được cải thiện rõ rệt. Thưa quý vị, tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của ngành kế hoạch và đầu tư vừa diễn ra vào chiều nay tại Hà Nội, rất nhiều nội dung về kinh tế xã hội đã được đưa ra thảo luận, trong đó nhiều giải pháp thúc đẩy đầu tư công trong 6 tháng cuối năm được đề xuất nhằm mục tiêu đạt tỷ lệ giải ngân 95% vốn đầu tư công của năm nay. Tính đến hết tháng 6, giải ngân vốn đầu tư công đạt 30,49%, cao hơn so với cùng kỳ năm trước là 27,7%, với số tuyệt đối cao hơn 65.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, khối lượng vốn cần giải ngân từ nay đến cuối năm còn gần 70%. Về số tuyệt đối thì có thể nói rằng là từ nay đến cuối năm phải giải ngân khoảng 500.000 tỷ với cái mục tiêu làm sao giải ngân tối đa số vốn kế hoạch đầu tư công và đặc biệt là số vốn của chương trình phục hồi. Do vậy, với Bộ Kế hoạch Đầu tư chúng tôi đánh giá thì nhiệm vụ là rất nặng nề, đòi hỏi một cái sự quyết tâm rất cao của tất cả các cấp các ngành trong triển khai thực hiện. Để đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên 95% theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Kế hoạch Đầu tư đề nghị triển khai ngay việc giao, điều chỉnh kế hoạch vốn các dự án đã được Chính phủ báo cáo Quốc hội, điều chỉnh kế hoạch vốn cho các nhiệm vụ dự án của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo đúng nghị quyết số 93 của Quốc hội. Đối với trường hợp không thể điều chỉnh, chỉ cần có văn bản gửi về Bộ để có phương hướng điều chuyển cho những dự án khác. Đối với các dự án thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư công trung hạn đã bố trí kế hoạch vốn năm 2023, các địa phương không trả lại kế hoạch vốn.
Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự 45 phút chiều nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.